Khô mũi có thể là triệu chứng của COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Cụ thể, COVID-19 gây khô mũi như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video sau đây. COVID-19 có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây khô mũi do dùng thuốc. Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác gây khô mũi. COVID-19 là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do SARS-CoV-2 gây ra, các triệu chứng khác nhau ở mỗi người, nhưng các triệu chứng điển hình nhất bao gồm ho, mệt mỏi, sốt hoặc ớn lạnh. COVID-19 cũng có liên quan đến một loạt các triệu chứng khác như mất khứu giác, tiêu chảy, đau họng và nôn mửa. Song cũng có từ 17,9% đến 33,2% những người mắc bệnh này không phát triển bất kỳ triệu chứng nào. Khô mũi xảy ra khi các xoang của mũi không sản xuất đủ chất nhầy để giữ ấm. Virus gây ra COVID-19 cũng có thể gây trở ngại cho việc sản xuất chất nhầy này. SARS-CoV-2 được cho là xâm nhập vào tế bào thông qua một loại enzyme có tên là angiotensin 2. Enzyme này được tìm thấy trong nhiều mô của cơ thể, bao gồm cả các tế bào lót biểu mô khứu giác và sản xuất chất nhầy. COVID-19 có thể gây các triệu chứng về mũi tương tự như các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên khác và đôi khi bao gồm cả nóng rát hoặc khô mũi. Vào năm 2020, đã có nghiên cứu trên một nhóm 35 người bị nhiễm COVID-19. Theo đó, những người này cho biết họ có cảm giác lạ trong mũi hoặc khô mũi quá mức, thường xuyên hơn nhiều so với những người không bị nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra tình trạng khô mũi thường xảy ra cùng với mất hoàn toàn hoặc một phần mùi và vị và có xu hướng xuất hiện trước các triệu chứng COVID-19 khác. Về mặt cơ học, sự xâm nhập của virus vào biểu mô đường hô hấp, đặc biệt là tế bào mũi, có thể gây ra sự phá vỡ đột ngột của hàng rào chất nhầy, do đó làm cho biểu mô mũi bị khô. Điều này cũng làm giảm độ nhạy cảm của khứu giác, có thể giải thích cho cả cảm giác khó chịu ở mũi như khô mũi và mất khứu giác. Nhiễm virus cũng có thể gây tổn thương trực tiếp đến biểu mô đường hô hấp. Đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu thêm, có thể xác định chính xác thời điểm mà các cảm giác bất thường ở mũi, chẳng hạn như khô mũi quá mức. Cùng với việc gây khô mũi, COVID-19 cũng có thể dẫn đến khô và đau họng. Một nghiên cứu vào tháng 8 năm 2020 phát hiện ra rằng trong số 223 người lớn mắc COVID-19 thì có 16,1% người bị khô cổ họng. Ngạt mũi và chảy nước mũi đều đã được báo cáo ở những người mắc COVID-19. Nghiên cứu năm 2020 phát hiện ra rằng trong nhóm 1.773 người được xác nhận nhiễm COVID-19 thì có 4,1% bị nghẹt mũi và 2,1% bị sổ mũi. Việc dùng thuốc thông mũi trị ngạt mũi cũng là tác nhân gây khô mũi. Vậy, những người hồi phục sau COVID-19 có bị khô mũi hay không? Một số triệu chứng của COVID-19 vẫn còn tồn tại rất lâu sau khi nhiễm trùng. Chẳng hạn, mất khứu giác hoặc thay đổi khứu giác có thể tồn tại trong 3 tháng hoặc lâu hơn sau khi khỏi COVID-19. Một đánh giá được công bố vào tháng 3 năm 2021 đã xác định hơn 50 triệu chứng kéo dài ở những người đang hồi phục sau COVID-19. Tuy nhiên, khô mũi không phải là một trong những triệu chứng được xác định. Song, khả năng khô mũi có thể được xác định là một triệu chứng trong tương lai. Đối với COVID-19, các triệu chứng xuất hiện thường xuyên nhất bao gồm sốt, ớn lạnh, ho, mệt mỏi, khó thở, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ngạt mũi, sổ mũi, mất mùi hoặc vị, đau đầu và nhức mỏi cơ thể. Vậy có nguyên nhân nào khác gây ra khô đường mũi hay không? Nhiều tình trạng COVID-19 cũng có thể gây khô mũi. Dưới đây là một số nguyên nhân tiềm ẩn. Thứ nhất, các bệnh nhiễm trùng khác. Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cảm lạnh thông thường hoặc nhiễm trùng xoang có thể dẫn đến khô, viêm và nóng rát mũi. Thứ hai, dị ứng theo mùa. Dị ứng theo mùa thường gây kích ứng xoang và dẫn đến viêm và khô. Một số loại thuốc dị ứng cũng có thể góp phần gây nên tình trạng này. Thứ ba, thuốc thông mũi. Thuốc thông mũi có xu hướng làm khô xoang bằng cách giảm sản xuất chất nhầy. Thứ tư, đeo mặt nạ kéo dài. Đeo một số loại mặt nạ có liên quan đến sự phát triển của khô mắt và mũi. Thứ năm, không khí khô. Khi tiếp xúc với không khí khô có thể dẫn đến kích ứng và khô mũi. Không khí có xu hướng đặc biệt khô trong những tháng mùa đông. Thứ sáu, mất nước. Tình trạng uống không đủ nước làm tăng nguy cơ bị khô của màng nhảy mũi, dẫn đến khô mũi. Đối với chứng khô nghẹt mũi, khi nào chúng ta cần đi khám bác sĩ? Mũi bị khô có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn. Nếu bạn có các triệu chứng COVID-19 khác hoặc nghĩ rằng bạn có thể bị nhiễm COVID-19, nên cách ly bản thân với những người khác và điều trị các triệu chứng.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC khuyến nghị, bạn nên tìm kiếm trợ giúp y tế nếu bạn thấy khô mũi kết hợp với bất kỳ triệu chứng nào dưới đây. Khó thở, giảm tỉnh táo, nhầm lẫn, môi, móng tay hoặc da có vẻ nhợt nhạt, xám hoặc xanh lam, bất cứ điều gì khác liên quan. Virus gây ra COVID-19 có khả năng làm gián đoạn quá trình sản xuất chất nhầy và làm khô được mũi. Tuy nhiên, khô mũi có thể có nhiều nguyên nhân khác tiềm ẩn, bao gồm cả tiếp xúc với không khí khô, đeo khẩu trang lâu và dị ứng. Do vậy, chúng ta cần xác định rõ nguyên nhân trước khi tìm ra phác đồ điều trị. Không chỉ tạo nên những khó khăn trong công tác điều trị, phòng chống, ngăn chặn bệnh, đại dịch COVID-19 còn mang đến những thách thức không hề nhỏ ở giai đoạn hậu COVID-19 khi nhiều người bệnh gặp phải các vấn đề sau khi đã khỏi COVID-19. Trên thế giới, khái niệm PASC, di chứng sau khi nhiễm cấp tính virus SARS-CoV-2, hiện đang là từ khóa quan trọng cho các nghiên cứu tập trung về loại virus này. Cụ thể như sau, cảm giác sốt, sợ lạnh kéo dài. Theo thạc sĩ bác sĩ Kiều Xuân Thi và bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, trong các triệu chứng COVID-19 kéo dài, cảm giác sốt, sợ lạnh thường khiến người bệnh lo lắng, nghi ngờ về nguy cơ tái nhiễm. Theo đó, cảm giác sốt khiến người bệnh vẫn có cảm giác nóng, thường ở vùng ngực, cổ gáy, lòng bàn tay chân, đo nhiệt độ cơ thể vẫn trong giới hạn bình thường. Cảm giác sợ lạnh hay ớn lạnh, người bệnh sẽ cảm giác một bộ phận trên cơ thể, thường là bàn tay, bàn chân hoặc cả người lạnh, sợ gió, có thể kèm theo hiện tượng nổi da gà, mặc dù nhiệt độ môi trường bên ngoài không hạ thấp hay thay đổi đột ngột. Đôi khi mặc thêm áo ấm cũng không làm giảm cảm giác sợ lạnh. Các bác sĩ cũng cho biết, theo nghiên cứu của mạng lưới y tế toàn cầu, Survivor Corps, triệu chứng sợ lạnh hay cảm giác sốt được xếp vào nhóm rối loạn chung của cơ thể. Trong 5.107 người tham gia nghiên cứu, cảm giác sốt sợ lạnh biểu hiện ở 441 người. Những triệu chứng này là những triệu chứng cơ năng, than phiền của người bệnh. Dù khi đo nhiệt độ kiểm tra vẫn trong giới hạn bình thường và thường không phản ánh tình trạng viêm nhiễm cấp tính của cơ thể. Điều trị thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Kiều Xuân Thi và bác sĩ Phạm Ánh Ngân cũng chia sẻ, trong y học cổ truyền, tùy theo giai đoạn bệnh mà triệu chứng sợ lạnh được xếp theo chứng ố hàn khi tà khí còn chưa được giải hết, hoặc khí hư, dương hư khi chính khí của cơ thể hư suy sau một đợt nhiễm cảm ngoại tà. Cảm giác sốt thường được đánh giá có đi kèm cảm giác sợ lạnh hay không, xếp theo chứng phát nhiệt, một trong những cơ chế là do phục tà, tức là tà khí sau giai đoạn cảm nhiễm còn lưu lại trong cơ thể, chưa giải hết, uất bế phần dương khí không cho điều đạt ra bì phu, gây nên cảm giác nóng sốt. Để loại bỏ phục tà, bồi phục chính khí, có thể áp dụng nhiều phương pháp kết hợp trong y học cổ truyền như sử dụng thuốc thang, cứu ấm, châm, tập dưỡng sinh. Các vị thuốc bắc như phòng không, khương hoạt, huyền thoái, ngưu bằng tử có tác dụng nguyên tán ngoại tà, giải cơ thấu biểu khi kết hợp gia giảm với các vị thuốc giúp nâng chính khí cơ thể như đàng sâm, hoàng kỳ, bạch chuột sẽ giúp thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể. Đối với triệu chứng ớn lạnh, sợ lạnh, việc sử dụng phương pháp cứu ấm tại các huyệt đại trùy, phong trì, thái uyên, quan nguyên, khí hải, túc tam lý giúp điều hòa khí trong kinh lạc để cố biểu. Trong điều trị chứng phát nhiệt, kết hợp thủ pháp châm tại các huyệt hương dương, hợp cốc, khúc trì, hậu khê, đại trùy để tà tà khí theo kinh lạc, góp phần mở đường cho chính khí lưu thông. Việc sử dụng phương pháp châm cứu ngoài tác dụng kích thích các huyệt lạc, còn giúp người bệnh thư giãn, cảm giác được chăm sóc. Các bác sĩ lưu ý, bên cạnh dùng thuốc và châm cứu, các bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh sẽ giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng như thở bốn thời, xoa ngũ quan, xoa trung tiêu, chào mặt trời, giúp sớm đạt trạng thái cân bằng cũng như quá trình tiếp nhận thuốc và châm cứu được hiệu quả hơn.